Đó, chiều em đang có lên clip ba con đực kem xám đó anh chị ơi. Đó, thì mới sưu tầm được một con nữa đồng trạng, một con hai con lớn, một con nhỏ anh chị ơi. Đó thì hai con lớn tầm 10 tháng 12 tháng tuổi, còn đó thì anh chị thấy chân móng hoàn thiện nè. Thì hai con trước thì em có đăng là giờ gom con cho đủ xe đủ cộ, thì anh có mấy ông anh ở xa muốn yêu cầu kiếm bò thêm đó thì em cũng có kiếm thêm đó anh chị ơi. Thì dòng kem xám này là do mẹ ép nộp sữa đẻ ra anh chị, sắp trâu đó, chân là chân cối nè anh chị ơi. Đó thì anh chị gần xa thích mấy con bò này cứ liên hệ em đó. Quá trời cái đít nào nấy cối cối không anh chị. Đó thì em đi về trễ nên không có thời gian nên nuôi bò hơi tối, anh chị xem thông cảm đó anh chị ơi. Nó cũng mới tắm hơi ướt ướt đó anh chị ơi. Con nào đầu to xương bự không anh chị ơi. Nó chân móng thì hoàn thiện hết nha anh chị. Đó thì anh chị gần xa thích mấy con bò này cứ liên hệ em đó. Xương cối anh chị ơi, quá trời bò không. Đó thì em quay bằng điện thoại của Bắc nha anh chị. Nó có hình ảnh thì cũng không sắc nét, anh chị xem thông cảm giúp em nha. Đó, cu rồi cu thắt anh chị. Đó thì bò mới bắt nó cũng còn dơ, chưa tắm rửa sạch sẽ anh chị. Đó, mà bò này chịu ăn nha, rôm này ăn nùi nùi nha anh chị. Đó. Đó, mới bắt về giờ chưa ăn uống bụng lép đó anh chị. Đó. Thì anh chị mà gặp bò lỡ, mấy con bò ba bò lỡ này về anh chị vỗ béo là bao ngon đó. Giá cả thì em để trên màn hình đó anh chị ơi, anh chị cần cứ liên hệ em kết bạn Zalo đó. Còn quá dài anh chị ơi. Đó thì theo yêu cầu của anh khách, mấy anh khách ở xa có gom bò nhiều để đăng lên đừng cho đỡ tiền xe anh chị ơi. Thì anh chị thấy giá cả hợp lý ký liên hệ em đó. Bò này cũng lực lắm nha anh chị. Đó tại dơ đó anh chị ơi, mới về tắm chưa sạch được anh chị ơi. Bữa hai là bao sạch đó, thì em đứng xa 3 mét đó anh chị ơi, quay tổng thể ba con bò đó anh chị ơi. Đó thì hình ảnh cũng chắc chiều cũng hơi tối, anh chị xem kỹ liên hệ em. Đó thì bò này bao chân cẳng bao ăn uống anh chị ơi. Đó dòng mình vỗ béo đường dài nuôi mấy con kem xám này bao ngon đó. Rồi cuối video anh chúc anh chị buổi chiều vui vẻ ăn cơm ngon miệng đó. Thì cảm ơn anh chị thời gian qua đã ủng hộ kênh chăn nuôi bò giống Long An, em chân thành biết ơn. Đó thì người nông dân thì chỉ có nghề chăn nuôi thì nuôi nhờ giá cả anh chị ơi. Nó thì cũng mong sao đây tới cuối năm giá bò cứ tăng giọt cho anh chị nhà nông nuôi còn có lợi nhuận kinh tế anh chị ơi. Rồi video kết thúc anh chị ơi.